Em xin kính chào các bác nhé, chào tất cả mọi người yêu Lan. Hôm nay thì nhà em lại xuống như nhiều đơn thân các bác ạ. Kính mong các bác đón xem và ủng hộ nhé. Mở đầu like thì bên em có rất là nhiều đơn thân cũng như là một số dòng thân thòng nữa các bác nhé. Mở đầu like thì em xin phép chia sẻ các bác, đó là một cái chậu hoa lan bạch nhạn đang đi nụ các bác ạ. Đây. Trước màn hình của em là một chậu bạch nhạn đang có nụ rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đang bắt đầu đi nụ rồi các bác ạ. Mã B1 các bác ạ. Đây, cái đoạn này là nó bị cháy khô lá quá, anh không ảnh hưởng gì đến chất cây đâu các bác ạ. Phải nói là này, bác ngắm một chậu lan này nó rất là sum cho một cái chậu bạch nhạn có mã là B1 ạ. Đó, trước màn hình của em là một chậu B1 là có mã là bạch nhạn hoa trắng nhá. Và đang có nụ các bác ạ. Em chia sẻ các bác cái mã này bằng 530 các bác nhá, 530k cho cái chậu bạch nhạn hoa trắng đang có nụ rồi các bác ạ. Là cái mã B1 ạ. Và tiếp theo của em là cái mã B2 các bác nhá. B2 thì vẫn là một chậu bạch nhạn hoa trắng và nó chậu này thì cũng chuẩn bị nụ các bác ạ và rất là sum ạ. Em chia sẻ cái chậu này bằng 480k các bác nhá cho cái mã B2. Đây là cái mã B2 bạch nhạn hoa trắng các bác nhé. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Rồi tiếp theo của em là một cái dề vẩy rồng các bác nhé. Một cái dề vẩy rồng mà phải nói là rất là nhiều thân tơ và rất là sum các bác ạ. Đang bắt đầu đi nụ và đang hoa và đang bắt đầu đi nụ các bác ạ. Đây, các bác nhìn, đang bắt đầu bói nụ và cũng đang có hoa như hình nhá. Em chia sẻ các bác một cái dề vẩy rồng với giá là bằng 360 các bác ạ, có đúng một dề nguyên thân tơ các bác nhé, rất là đẹp luôn. Nó phải nói là một cái dề thuần rất là lâu năm rồi các bác ạ. Đó, toàn bộ là thân tơ luôn các bác nhé, 360.000 cho một cái dề vẩy rồng ạ. Bác liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé, đó là số Zalo chính của bên em ạ. Rồi tiếp theo thì em có một cái đơn lan đuôi cáo các bác ạ. Ở trước màn hình của em là một cái lan đuôi cáo các bác nhé. Và nó ở một cái cục lũa, nó rất là to thì thực ra nó rất là cồng kềnh nên em bóc đơn lẻ các bác ạ. Và có cây thì nó cũng đang đi nụ rồi các bác ạ. Phải nói là ba cây cáo xếp các bác ạ. Đang đi nụ như thế này các bác này. Đây, cây xếp rất là đẹp các bác nhá, đang có nụ rồi. Rồi em chia sẻ ba cây cáo xếp VIP ạ. Các bác về là được một cái lũa tác phẩm hoặc là lên chậu đều được các bác nhé. Các bác chốt là cáo lẻ, em sale các bác cái mã này là 210k đấy các bác ạ. 210 cho ba cây cáo các bác nhá. Phải nói là đây là cái dòng đơn thân VIP các bác ạ. Đó, bình thường người ta đi bóc rừng về cũng không có giá này đâu các bác ơi. Đây là chẳng qua là lũa nó nặng thì em bóc gọi là chia sẻ các bác nha. 210 cho ba cây cáo lẻ các bác ạ. Rồi tiếp theo thì em có một cái đơn tam bảo sắc của Điện Biên các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em có một đơn tam bảo sắc của Điện Biên bao gồm là nó có 9 ngọn các bác ạ. Đấy, phải nói là ở trên một cái chậu thì nó rất là cồng kềnh nên là đóng hàng nó rất là khó. Rồi thôi em gọi là bóc ra em chia sẻ lại cho các bác về ký lại lũa hoặc là lên chậu. Họ sale các bác đơn này bằng 138.000 các bác ạ. 138.000 cho cái đơn tam bảo sắc Điện Biên các bác nhé. Có một cái dề tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. Rồi tiếp theo thì em có rất là nhiều quế trắng nữa các bác này. Trước màn hình của em là những chậu quế trắng tháng 8 các bác ạ. Đây rất là đẹp. Các bác chốt cái mã này là mã D4 ạ. Đây, chậu này ở giữa màn hình của em phải nói là thân lá rất là đẹp các bác nhé. Mã D4. Ở trước màn hình là một cái chậu mã D4 là quế trắng tháng 8 các bác nhé. Các bác nhìn này. Một chậu quế phải nói là thuần khá là lâu năm rồi. Đấy, chuẩn bị lại mùa hoa rực rỡ các bác nhé. Em chia sẻ cái mã D4 quế trắng ạ. Với giá là bằng 600k các bác nhé. 600k các bác ạ. Các bác nhìn này. Bản lá nhựa nó thuần nuôi thuần rất đẹp. 600k cho con mã D4 quế trắng tháng 8 các bác ạ. D4 quế trắng tháng 8 các bác nhé. Rồi. Tiếp theo em lên tiếp một chậu quế trắng tháng 8 nữa các bác ạ. Rất đẹp, phải nói chậu này của em thì khá là nhiều thân các bác ạ. Đây, cái mã này thì các bác chốt cho em là cái mã B2 các bác. B2 là một chậu quế trắng các bác này. Chậu này thì cũng khá là đẹp các bác ạ. Bao gồm là nó có 5 thân nhá. B2 quế trắng. Cái mã này em để các bác chia sẻ là bằng 700k các bác ạ. 700k cho cái mã B2 quế trắng tháng 8 các bác nhé. Quế trắng tháng 8 các bác ạ. Đây. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác một số thân thòng nữa các bác ạ. Còn ngoài ra đơn thân thì còn khá là nhiều. Em sẽ chia sẻ các bác một số thân thòng trước nha. À, dạ đây ạ. Bác ngắm này, trước màn hình của em thì có một ngọn tam bảo sắc hoa trắng các bác ạ. Đấy các bác ạ, trước màn hình một ngọn tam bảo sắc hoa trắng, duy nhất một ngọn các bác nhé. Trắng vai còn gọi là trắng đột biến là tại vì cái này nó hơi bị sát mất tí đầu ngọn các bác này, ngọn nó bị khục ấy. Khục lá thôi, không ảnh hưởng chất cây các bác ạ, rất là đẹp. Và duy nhất một ngọn tam bảo sắc trắng, em chia sẻ các bác mã này là bằng 160.000 các bác nhé, 160.000 gọi xả lỗ đấy các bác ạ. Bình thường ngọn này các bác mua dao động từ 580-600.000 cơ. Em giả các bác 160.000 các bác nhé. Có một ngọn thôi. Tam bảo sắc trắng các bác ạ.
Đây ạ, à, tiếp theo thì em chia sẻ các bác thân thòng các bác này. Đó, thân thòng thì là 90% là chuẩn bị chờ hoa các bác nhé. 90% chuẩn bị chờ hoa các bác ạ. Đây, trước màn hình của em là một cái chậu ám các bác ạ. Một chậu ám này. Đây, đây là nó là dòng ám cánh bầu các bác ạ. Đây, nó gọi là bầu cánh mai các bác. Bầu cánh mai mà phải nói là một chậu siêu to như này các bác. Một chậu nái. Đấy, nếu mà để tính ra thân hoa thì nó cũng dao động ở 20 thân các bác ạ. Đấy, đấy, mắt đỏ cánh mai các bác. Nó còn gọi là bầu cánh mai. Rất là đẹp. Chung là để cái top lan mà có những cái chậu mị này bây giờ thì rất là hiếm. Rồi em chia sẻ các bác một chậu bầu cánh mai nhá. Một chậu nái siêu to. Hôm nay xả các bác chậu này bằng 860 các bác ạ. 20 thân hoa luôn. Đấy, các bác dinh cho mình một cái siêu phẩm VIP thì các bác chốt luôn cái mã này nhá. 860 các bác. Đây, trước màn hình thì em có một chậu ám Văn Giang này nữa các bác này. Chậu ám Văn Giang này các bác cũng biết rồi, chậu rồi. Đây, toàn bộ của nó là chậu mị như thế này các bác ạ. Đây, thân thì phải nói là những cái thân mị chuẩn bị hoa nó cũng rất là dài. Đấy, duy nhất là có thân này nó đã ra hoa rồi các bác ạ. 1 này, thân này chuẩn bị hoa này. 2, 3, 4 này, 5 thân, 6 thân chuẩn bị hoa các bác nhá. Tại vì có những thân nó nặng thì nó cũng khục thân như thế này các bác này. Nó khục thân nhưng mà không ảnh hưởng gì chất cây các nhá. Nó khục thân nó hoa nhưng mà nó vẫn ra hoa bình thường các bác ạ. Rồi em chia sẻ cái chậu ám Văn Giang này nhá. Rồi chia sẻ lại cho các bác sưu tầm con giống 186.000 ạ. 186.000 cho cái chậu ám Văn Giang các bác nhá. Đây là ám Văn Giang. Đấy, các bác sưu tầm thì alo cho em các bác ạ. Rồi tiếp theo em chia sẻ các bác một cái chậu mít. Đây các bác ạ, một chậu mít nái nhá, mà nó là cái dòng mít tố đan thì các bác cũng biết rồi. Các bác phải mua theo kỳ, theo sen các bác ạ. Đây, em có duy nhất một chậu các bác nhìn. Nó rất là đẹp các bác. Cái gốc của nó là gốc mẹ nái nhá các bác ạ. Gốc mẹ nái ạ. Đấy, toàn bộ là những thân này thì đã khai thác giống rồi các bác nhé, khai thác giống rồi. Nên là cái tiềm năng của chậu nái là các bác cứ nuôi năm này qua năm khác mình lại có một chậu nái đẹp các bác ạ. Rồi em chia sẻ một cái chậu mít tố đa này với giá bằng 238.000 các bác ạ. Em chia sẻ bằng đúng một cái kỳ thôi các bác nhé. Gọi là có đúng một chậu. Có đúng một chậu duy nhất em sell các bác bằng 238 các bác nhé. 238.000 cho cái chậu mít tố đan mà trong này nó là cái chậu mẹ các bác ạ. Được. Đúng một chậu mẹ nái luôn. Nghĩa ra là đơn ý. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác một chậu ám của Hòa Bình các bác ạ. Đấy, thì trong cái top lan nữ hoàng hương thơm thì các bác cũng biết rồi. Ám Hòa Bình thì nó gì nhiều hoa, dễ hoa và sai hoa các bác nhé. Sai hoa và cái tiềm năng của chậu này thì nó vẫn là một chậu mẹ các bác ạ. Một chậu mẹ nái to vật vã này. Đấy. Tiềm năng của cái chậu này nó là một cái chậu mẹ nái to vật to vã luôn. Rồi em chia sẻ các bác nha, chậu này 13 thân hoa là các bác cũng biết rồi. Quá là nhiều thân hoa luôn. Đó. Tiềm năng của những cái chậu nái là năm này qua năm khác là các bác vẫn dinh cho mình một cái chậu nái nhá, không bao giờ lo mất gốc, mất giống. Một chậu ám Hòa Bình VIP em chia sẻ các bác bằng 1 triệu các bác ạ. À, 1 triệu cho tác phẩm ám Hòa Bình các bác nhé. Rồi tiếp theo là một cái chậu mắt đỏ Tân Lạc các bác ạ. 8 thân hoa cho một chậu mắt đỏ Tân Lạc. Đó, thì nó vẫn là một chậu nái như thế này các bác ạ. 8 thân hoa nhé, thân thủ này. Em chia sẻ cái chậu mắt đỏ Tân Lạc với giá bằng 500k quá nhé. 500k cho cái chậu mắt đỏ Tân Lạc. Đó, bao gồm là 8 thân hoa nhé các bác ạ. Đấy, tiếp theo thì em có một chậu Phú Thọ 5 cánh trắng các bác ạ nhé. Đây là chậu Phú Thọ 5 cánh trắng quốc dân mà phải nói là nó rất là nhiều thân mẹ luôn. Chuẩn bị nụ rồi các bác ạ. Đây, chuẩn bị mùa hoa rực rỡ này các bác này. Đấy, một chậu Phú Thọ nái siêu to nhá, 10 thân hoa các bác ạ. Chậu này mà chưa khai thác giống thì nó sẽ dao động ở từ 20 thân các bác nhé, dao động từ 20 thân. Đây các bác ạ, gốc của nó là một gốc mẹ các bác này, gốc nái một gốc các bác này. Rất là to ạ. Đấy, em chia sẻ một tác phẩm một chậu Phú Thọ nái siêu to khủng lồ VIP. Rồi chia sẻ các bác bằng 1.380.000 các bác nhé, 1.380.000 cho Phú Thọ 5 cánh trắng quốc dân nhé. Đây, còn một chậu bạch tuyết các bác nhìn này đẹp chưa? Một chậu bạch tuyết phải nói là siêu to nhá. Chuẩn bị hàng hoa rồi các bác ạ. Chuẩn bị hàng hoa rồi. Chậu này mà thời điểm này va nó rẻ thì các bác cũng tối thiểu có tầm 4 triệu rưỡi, 5 triệu các bác ạ. Xả các bác chậu này bằng 1 triệu 500k các bác nhá. 1 triệu 500k cho cái chậu bạch tuyết này các bác ạ. Đẹp lắm. Rồi, tiếp theo em chia sẻ các bác một chậu nhạn tháng 8. Các bác này cái mã này là mã A7. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu nhạn tháng 8 có mã là A7 các bác nhé. Thân này, nó là bản lá hơn 5 cm các bác ạ. Một thân mẹ siêu to nha. Đó, bên dưới còn 3 thân con nữa các bác ạ. 2 thân lá chỉ thiên. Đấy, 2 thân lá xếp VIP nha. Em chia sẻ một tác phẩm hoàng nhạn tháng 8 các bác ạ. Mã này thì chia sẻ các bác bằng 2.680.000 các bác ạ.
2.680.000 cho cái mã A7 nhận tháng 8 các bác nhé. Đẹp lắm các bác ơi. Xin là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, rất là nhiều những tác phẩm đơn thân. Rồi tiếp theo em chia sẻ các bác đó là một chậu cáo, phải nói là một chậu cáo siêu to khổng lồ các bác ạ. Cáo này thì cáo nguyên rề các bác này. Đây, trước màn hình của em một chậu cáo siêu to khổng lồ như thế này các bác ạ. Nguyên một rề nhá. Bồng rất là nhiều con luôn. Đấy. Và có cây thì cũng đi nụ rồi các bác ạ. Đây này, những cây đang đi nụ đây các bác này. Đấy, vòi hoa rất là dài luôn. Dạ em chia sẻ các bác cái mã C1 đuôi cáo á. C1 là một chậu cáo VIP ạ, với giá là bằng 1 triệu các bác nhé, 1 triệu ạ. Và cho tác phẩm đuôi cáo có mã là C1 các bác nhé, mã là C1 ạ. Dạ, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái tác phẩm cuối tràng tháng 8 các bác ạ. Đây, trước màn hình của em thì một cái giò quế nhân các bác này. Đây, các bác mời các bác ngắm á, to vật to vã như này. Đây, trước màn hình của em là một chậu quế nhân bản lá quá là to như thế này các bác ơi. Các bác nhìn này, bản nhân đẹp lắm các bác ạ. Một chậu quế nhân phải nói là phân nhánh ngọn quá trời đất là đẹp các bác nhé. Siêu VIP các bác chốt cái mã này là quế VIP ạ. Các bác chốt là nhân VIP nhá, quế nhân VIP này. Một tác phẩm các bác nhìn bộ rễ nó đi và nó là bao khỏe và đỉnh các bác ạ. Một siêu phẩm quế nhân phân nhánh ngọn các bác nhé. Phân nhánh ngọn này nó là đẹp đỉnh của chóp luôn. Đấy, bác nào sưu tầm được tác phẩm này em gái chia sẻ bằng 4.860.000 các bác nhé. 4.860.000 các bác ạ. Một tác phẩm quế nhân đơn thân mà nó phân nhánh ngọn quá đẹp luôn các bác ạ. Các bác nhìn những cái bản lá nó to nó dày này. Đẹp lắm các bác, chốt là quế VIP nha. Nhân VIP cho em ạ. 4.860.000 nhé các bác, chốt là V1 VIP. V1 siêu VIP nha. Một siêu phẩm các bác ạ. Một siêu phẩm ạ. Rồi tiếp theo thì em có một chậu đen rô Úc các bác này. Đây là cái dòng đen rô Úc mắt đen các bác nhé. Phải nói một chậu siêu to vật vã như thế này các bác ạ. Đó, trong năm thì em cũng bán các bác giò, những giò như thế này 850 đến 1 triệu. Rồi hôm nay xả các bác một chậu to vật vã nhá, siêu to khổng lồ này. 368 các bác ạ, 368 các bác nhá, đen rô Úc mắt đen các bác ạ. Đây cả dòng đen rô Úc mắt đen này. Rồi tiếp theo em chia sẻ các bác một lũa lan đuôi chồn nhá, cả nhà mình. H1 ạ, H1 đuôi chồn các bác nhá. Đây. Các bác những ngắm những con chồn này nó rất đẹp luôn. Con này là nó bị cháy nắng các bác này, cháy nắng nhá. Đây nụ của các bác này đang bắt đầu đi nụ nha. Đang bắt đầu đi nụ rồi các bác ạ. H1 đuôi chồn ạ. 9 con chồn các bác nhé. 9 con chồn cho một lũa. H1 em để các bác bằng 650 các bác nhé. 650k cho cái mã H1 lan đuôi chồn các bác ạ. Rồi tiếp theo của em là một cái mã T1 các bác nhé. T1 một giò hoàng tam bảo này. Đẹp quá. Bản lá nhựa rất là đẹp và đang đi nụ các bác nhé. Đang đi nụ rồi các bác ạ. H1 hoàng tam bảo này. Em để các bác bằng 750k các bác ạ. 750k cho cái mã H1 à, T1 các bác ạ, em xin lỗi, T1 nha. Đây cái mã này, mã T1 các bác ạ, hoàng tam bảo này, 750 ạ. Dạ, đây tiếp theo của em là cái mã T2 các bác này. Bộ rễ các bác nhìn bao phê này, bản lá nhựa còn đẳng cấp hơn cả quế luôn. Chia sẻ cái mã T2 các bác ạ. Hoàng tam bảo mã T2 thì quá là nhiều nụ luôn các bác nhé. Quá là nhiều nụ luôn các bác ạ. Các bác nhìn những vòi hoa này à, đang bắt đầu nhô rất là nhiều luôn nhé. Nụ này. Đấy, cái mã T2 hoàng tam bảo em để các bác mã này bằng 1.200.000 các bác ạ. 1.200.000 cho cái mã T2 các bác nhé, hoàng tam bảo này. Đẹp lắm các bác ơi. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái lũa hoàng nhạn tháng 4 buôn đôn các bác ạ. Đây. Đấy, trước màn hình của em là một cái lũa các bác nhé. Một lũa tháng 4 buôn đôn phải nói là quá đẹp các bác ạ và đang đi nụ các bác nhé. 2 4 6 8 con nhạn các bác ạ. Đây, hàng thuần lũa phải nói quá đẹp luôn các bác ơi. Đấy, nhạn tháng 4 buôn đôn nhá, đang có nụ các bác ạ. Và đối với dòng này thì các bác cũng biết là hoa của nó không kém gì nhạn tháng 8 luôn. Em chia sẻ các bác một lũa tháng 4 buôn đôn VIP với giá bằng 650k các bác nhá. 650k cho một lũa các bác ạ. Tháng 4 buôn đôn các bác nhá, tháng 4 buôn đôn ạ. Rồi tiếp theo của em là một chậu lan sơn thủy tiên các bác nhá. Các bác chốt cái mã 1 này, sơn thủy tiên VIP này, em để các bác bằng 350k một chậu ạ. 350k cho một chậu sơn thủy tiên VIP các bác nhé, đang có nụ rồi ạ. Ở đây ạ, tiếp theo của em là một chậu kiều tím Yên Bái các bác nhé, đẹp lắm. Ở trước màn hình của em là một chậu kiều tím Yên Bái, em chia sẻ các bác bằng 1.380.000 các bác nhé. 1.380.000 cho kiều tím Yên Bái các bác ạ. Quá đẹp luôn các bác ơi, quá đẹp luôn, còn đúng một chậu VIP này. Đấy, đẹp lắm. Rồi tiếp theo em chia sẻ nốt một chậu kiều Yên Tử các bác nhé, một chậu kiều tím Yên Tử. Với giá bằng 1 triệu các bác nhé. Xả lỗ vốn nốt một chậu kiều Yên Tử 1 triệu các bác ạ. Kiều tím nha. Thế ạ. Tiếp theo thì em chia sẻ một chậu cáo VIP các bác này. Các bác chốt mã này là C2 này.
Dạ C2 của em là một chậu cáo siêu VIP nha. 9 con hay còn gọi là cáo 9 đuôi các bác ạ, đẹp lắm, riêng cái chậu này thì phải nói là bao phê. Dạ cái mã C2 ạ, một chậu cáo 9 con hay còn gọi là cáo 9 đuôi. Em chia sẻ các bác bằng 1.250.000 các nhá, toàn con siêu to khổng lồ các bác ạ. Đây, bản lá rất là to và trong này có một con phân nhánh vòi các bác nhá. Có một con phân nhánh vòi hoa, cái mã này thì chốt là C2 các bác nhá. C2 này. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác cái mã này thì một chậu cáo trắng các bác ạ. Đây, một chậu cáo trắng 3 cây nhá. Mã này thì các bác chốt là C3 này. Đấy, C3 cáo trắng này. Mã này em để các bác bằng 400.000 các bác ạ. Thanh lý nốt các bác nhá. Thanh lý nốt. 400.000 các bác ạ, một chậu cáo trắng 3 cây nhá. Đây, tiếp theo còn một chậu đỏ Bắc Cạn đẹp các bác ạ. Một chậu cáo đỏ Bắc Cạn này, mã này xả các bác bằng 350 các bác này. 350 cho cái mã này C5 ạ. Đó C5 các bác nhá. Cáo đỏ Bắc Cạn 350 các bác ạ. Các bác có nhìn con cáo rất là đẹp các bác ạ. 350 nhá. Đây tiếp theo em chia sẻ các bác một chậu 4N các bác ạ. Trước màn hình của em thì là một chậu su rụt 4N như thế này các bác này. Mã N1 các bác này. Đây N1 chậu đơn thân bản quá đẹp, 8 cặp lá nha các bác ạ. Đã chia sẻ các bác cái mã N1 là bằng 350 các bác ạ. N1 4N nhá. Đây là cái mã N2 các bác ạ. N2 thì bao gồm là có 2 cây này. Và các bác nhìn thấy bản là quá đẹp, là rụt rịt nhá. Đấy N2 thì bao gồm có 2 cây. À cây này đang có nụ các bác ơi, cây này đang có 2 nụ nhá. Một nụ, 2 nụ này. Cây này có 2 nụ luôn các bác ạ. Đây nụ này. 2 nụ các bác nhá. Cây này thì xạ các bác bằng 430.000 các bác ạ. Đây mặc dù là nó gãy ngọn các bác nhìn thấy gãy ngọn để con này. Đấy cây này một nụ, 2 nụ các bác nhá. 2 nụ luôn. Đây, nụ các bác ơi. Các bác này nụ tròn xoe rồi nha. Đấy, cây ở cái lô này hôm trước là nhiều cây có nụ rồi các bác ạ. Đây, cặp này em xạ các bác 430.000 các bác nhá, N2 này. Đây cái mã N2 các bác ạ, N2 nhá. Rồi tiếp theo chia sẻ các bác một chậu cát cổ các bác ạ. Trước màn hình của em là một chậu cát cổ thì nó rất đẹp các bác ơi. Một chậu cát cổ siêu là VIP, em chia sẻ các bác bằng 600.000 một chậu các bác ạ. Đây, hàng cát cổ VIP nhá, 600.000 cho một chậu ạ. Rồi tiếp theo để em chia sẻ các bác những cây quế mà nó ở những cái cục nguyên bản mà em đã giới thiệu các bác rồi. Đây cái mã E1 ạ, còn có 2 cây được các bác ạ. E1 nhé các bác ạ, có 2 cây quế hòa bình ở những cục nguyên bản thì em cắt ra lên chậu để cho cây nó phát triển tốt các bác này. E1 này. Chia sẻ các bác bằng 250 các bác ạ, 250 nhá. Đây cái mã E2 các bác ạ, E2 cũng đẹp này các bác ạ. E2 cũng bằng 250 các bác nhá. E2 cũng bằng 250. Đó. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em chia sẻ Zalo các bác nhé. Em gái chia sẻ Zalo ạ. Đây ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu nhãn tháng 8 nữa các bác này. Đây. Một chậu nhãn tháng 8 đơn thân các bác ạ. Phải nói là thân bản quá đẹp các bác nhìn này. Đó, bao gồm chậu này có 4 con nhá. Bao gồm chậu này có 4 con các bác đẹp lắm. Cái mã này thì các bác chốt cho em cái mã này là A5 ạ. A5 nhãn tháng 8 nhá. Cây này thì nó có ăn nắng các bác ạ. Lá thì nó vàng nắng thôi. Nói chung nó vàng nắng nhá, phải nói là cứng đét luôn. Em chia sẻ các bác cái mã A5 nhãn tháng 8 với giá bằng 2.350.000 các bác ạ. A5 nhá, nhận tháng 8. 2.350.000 ạ. Dạ tiếp theo là một cái chậu VIP các bác ạ. Mã này thì các bác chốt là mã A1 ạ. Đây A1 của em là một chậu hoàng nhạn tháng 8 VIP nhá. Bản lá phải nói khá to và đẹp các bác ạ. Chậu này thì phải nói là bản lá khá to đẹp luôn. Cái mã A1 ạ. Một mẹ bồng 2 con nhá. 1, 2 con này các bác này. 2 con rất là to. Bản lá các bác ơi nhìn. Nói là xếp căng đét luôn, rất đẹp ạ. Dạ em chia sẻ cái mã A1 ạ. Với giá bằng 2.500.000 các bác nhá. 2.500.000 cho cái mã nhạn tháng 8 A1 các bác ạ. Hoàng nhạn tháng 8 A1 nhá. Rồi đây đến cái mã. Đây là mã A6 các bác ạ. Đây ạ, trước màn hình của em là một chậu nhạn tháng 8 có mã là A6 thì A6 này một mẹ bồng một con các bác nhá. Đây đẹp lắm, đây. Con này sứt mất một tí đầu lá. Dạ A6 một mẹ bồng một con sứt mất một tí đầu lá như phải nói là bản siêu phê các bác ạ. A6 nhạn tháng 8 mã này em để các bác bằng 2.350.000 ạ. 2.350.000 các bác nhá. Đó các bác sưu tầm được những cái tác phẩm nhận tháng 8 VIP thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em sẽ chia sẻ Zalo các bác ạ. Đây. Đấy tiếp theo thì em chia sẻ các bác một lũa đai châu các bác này, phải nói là siêu to khổng lồ các bác này. Đây. Đấy, trước màn hình của em là một cái lũa đai châu VIP các bác ạ. Đây. Quá là đẹp luôn các bác ơi, đai châu nhá, 11 con, 11 con châu trên một lũa các bác ạ. Nó bao khủng vật vã như thế này. Và em sẽ nhượng lại cho bác nào mà chơi tác phẩm này ấy. Trong năm em bán 3.8 triệu đến 4 triệu một lũa này. Em còn có một giò duy nhất thôi các bác nhé. Một giò duy nhất này. Con này tím ép lá này là nó bị ruồi vàng chích khô các bác này. Một chích khô một tí này, không tránh gọi được. Rồi trước màn hình của em là một lũa châu trụ. Các bác chút là châu trụ VIP nha. Dạ châu trụ VIP 11 con.
Em chia sẻ các bác với giá bằng 1.600.000 các bác ạ. 1.600.000 cho châu trụ VIP các bác nhé. Châu trụ VIP ạ. Có đúng một tác phẩm thôi các bác ơi. Đúng một tác phẩm thôi. Rồi tiếp theo của em là một cái dề hoàng nhạn tháng 8 các bác nhé. Các bác ngắm này. Đấy, nguyên dề các bác ạ. Cái này là nó là nguyên búi, nguyên dề nhá. Phải nói là nó là một cái siêu phẩm rồi. Nó cực phẩm VIP các bác ạ. Đây. Siêu phẩm nhạn tháng 8 VIP các bác nhé. Các bác nhìn là biết rồi. Đủ chất bao phê và đẹp. Phải nói là nguyên dề các bác ạ. Mị bồng con nhá, đẻ búi. Đấy, trên cái lũa là những cái hoa lan cúc áo rất là đẹp các bác ạ. Đấy, trên một cái lũa, lũa nó khá là nặng các bác nhé. Lũa rất là khỏe luôn và khá là nặng. Đây là những cái dề lan cúc áo đi kèm lẫn. Đấy, một siêu phẩm nhạn tháng 8 VIP. Các bác chốt là nhạn VIP ạ. Nhạn tháng 8 VIP nha. Cả nhà mình ơi, miệng bồng con này nói là đây, những con mẹ này. Phần nhánh ngọn các bác nhìn. Đây, nó phần nhánh chĩa ngọn này. Này, đẻ con, đẻ búi các bác nhìn nào. Đẻ búi, đẻ dề luôn nhé. Đúng, đẻ búi, đẻ dề luôn. Và trong một cái lũa VIP này thì em có lẫn một ngọn buôn đôn các bác ạ. Lẫn một ngọn buôn đôn nhé. Đây. Lẫn một ngọn buôn đôn này các bác. Còn gọi là lẫn một ngọn tháng 4 buôn đôn VIP đấy. Ngọn này thì nó dao động có 10 vòi hoa hay đến 12 vòi đấy. Còn lại của em là hoàng nhạn tháng 8 các bác nhé. Siêu VIP này. Các bác chốt là mã này là mã nhạn VIP ạ. Nhạn VIP em chia sẻ bằng 11.860.000 ạ. Mời các bác ngắm về nó là cực phẩm nhé. 11.860.000 các bác nhé. Siêu phẩm nhạn tháng 8 VIP ạ. Đấy. Các bác nhà cao cử rộng trấn vườn ngay cái giò này lũa này cho em các bác ạ. 11.860.000 các bác nhé. Bao phê và đỉnh luôn. Đấy. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều những cái tác phẩm đơn thân. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Đây. Ngoài ra thì em còn một số đai châu các bác. Trước màn hình của em là một chậu đai châu hồng cánh sen các bác ạ. Hồng cánh sen nhé. Chậu này thì em sale các bác bằng 200k các bác này. 3 con này nó đứt mất một cái lá các bác ạ. 1, 2, 3. Hồng cánh sen 200k các bác nhé. 200k mã 1 này. Mã 2 các bác ạ. Mã 2 của em một chậu cam lửa ạ. Đây, mã 2 một chậu cam lửa nhé. Giá các bác 170.000 này. Cam lửa. Mã 3 vẫn là cam lửa các bác ạ. Mã 3 vẫn là cam lửa. Giá các bác 160.000 này. Mỗi chậu là 2 cây các nhé. Mỗi chậu là 2 cây. Rồi tiếp theo của em là một chậu bò sữa các bác ạ. Một chậu bò sữa siêu to ạ. Giá lỗ các bác 190.000 các bác nhé. Giá lỗ các bác 190.000. Đây là một số dòng đai châu mix màu các bác ạ. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đây. Tiếp theo chia sẻ các bác tiếp hai cái chậu lan sơn thủy tiên các bác ạ. Đây. Đây, mã 1 nha các bác nhá. Chốt là cái mã này S1. Em để các bác 130.000 các bác này, 130.000 sơn thủy tiên này. Mã S2 các bác còng to lắm. Đấy, các bác nhìn còng to thân tơ đẹp nhá, đang nụ. S2 giá các bác 120.000 các bác, giá 120.000 các bác nhé. Đây là cái chậu lan sơn thủy tiên các bác ạ. 120.000 cái mã S2 nhá. Rồi tiếp theo của em lại là một chậu quế trắng tháng 8 nữa các bác này. Chậu này thì nó để búi các bác ạ. Đây. Đấy, trước màn hình của em là chậu quế trắng tháng 8 các bác nhé. Chậu này thì để con để búi rất là nhiều luôn. Cái mã này các bác chốt là cái mã B5 các bác ạ. Đây. Để con để búi quá nhiều luôn các bác ạ. Mã B5 em chia sẻ các bác bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho quế trắng tháng 8 có mã là B5 các bác ạ. Đó, B5 quế trắng tháng 8 các bác nhé. Rồi đây tiếp theo thì em còn mấy chậu 4N em thanh lý các bác này, mã VIP này. Ở đây. Trước màn hình của em là một cái giò trồn các bác ạ, trồn hồng nhá, nó siêu to vật vã này. Các bác chốt cái mã này là H2 các bác ạ. Đây H2 một chậu trồn hồng VIP nha. Em chia sẻ các bác bằng 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 các bác nhá, trồn hồng VIP có mã là H2 ạ. Đây ạ. Tiếp theo là những cái chậu 4N đẳng cấp các bác này. Siêu là VIP ạ, các bác chốt cái mã này là mã V. À. Cái mã này là mã V2 các bác ạ, V2 nhá. V2 4N các bác ạ. Mã này V2 4N VIP. Cây phải nói là chất bao phê đẳng cấp các bác ạ. Mã V2 VIP em chia sẻ các bác bằng 1.200.000 các bác ạ. 1.200.000 cho cái mã V2 4N VIP nhá các bác ạ. Bản lá chất này bao phê đỉnh các bác. Cây này chuẩn bị nụ nha. Chuẩn bị nụ các bác cũng biết một cây xếp VIP này không dưới 1 triệu một thân. Em giả các bác một chậu 2 cây này với giá bằng 1.200.000 các bác. Đây cả mã V3 này. Đó, V3 của em cũng là một cây bản VIP lá to như thế này các bác ạ. Cây này mịa bồng con các bác nhá. Cây này thì nó hơi mất lá chân các bác, hơi mất hai cái lá chân. Cây mị thì nó lỗi hai cái lá chân các bác ạ, mất hai cái lá chân.
Rồi coi bên đây là nó bị cháy nắng, nó nổ mất tí lá các bác này. Và đây là ruồi vàng chết khô này. Cái mã này em xả các bác bằng 800k các bác nhé. Cái mã V3. Đây là cái mã V3 4N các bác ạ. Được, cây chuẩn bị nụ rồi đấy. Dạ, mã V3 4N xả các bác cái mã này bằng... Tôi xả các bác 750 đi. Cái mã này xả lỗ 750 các bác nhé. V3 các bác ạ. Đó, V3 là những cái chậu 4N VIP nha. Rồi các bác muốn sưu tầm những cái siêu phẩm VIP thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Đây các bác ơi, trước màn hình này, em có một chậu xanh Huế này các bác này. Đó, chậu xanh Huế siêu là đẹp các bác ạ. Củ tơ thân sừng nhé. Củ tơ mang sừng rất là đẹp. Đây, chuẩn bị nụ đấy các bác ạ. Cái mã này chia sẻ các bác cả chậu bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu nhé, cho một chậu xanh Huế này. Xanh Huế VIP các bác ạ. Các bác ở gần em gửi cả chậu nhé. Bác nào gần em gửi cả chậu các bác ạ. Bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân các bác. 8 thân và một sừng trâu nữa là 9 nhé. 1, 2, 3, 4, 8 thân một sừng trâu nữa là 9 các bác ạ. Em chia sẻ các bác bằng 1 triệu cho một cái chậu xanh Huế các bác nhé. 1 triệu cho một chậu xanh Huế ạ. Đấy, các bác mua hàng thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại thì bên em sẽ chia sẻ Zalo từng loại các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.